Xin chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em chiếc bật lửa đa năng. Chiếc bật lửa đa năng này có ngọn lửa khò, tránh gió cực kỳ tốt anh em nhé. Đó. Bên thân thì có lưỡi dao này, lưỡi dao rất là bén. Tiếp theo là một cái để mở khui nắp chai này, khui nắp chai. Đó. Tiếp theo là có một cái để khui sâm panh. Chiếc này có giá là 200 ngàn anh em nhé. Đó. Rất là nhỏ gọn, đánh lửa cực kỳ nhạy luôn. Phía dưới là lỗ sạc ga, chống gió, chống gió cực kỳ tốt luôn. Giá 200 ngàn anh em nhé. Hộp rất là đẹp đấy ạ. Ok, xin cảm ơn anh em.